Chào tất cả anh em. Hôm nay mình lên con Dubon Light 2 Atelier màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây mã Palladium rất là đẹp. Tình trạng là new full book nha. Cái dòng Atelier này thì cái nước sơn mài của nó là đẹp hơn những cái dòng sơn mài bình thường phổ thông. Rất là sáng bóng ra ánh nắng và nó sẽ đổi màu, màu nó sẽ thay đổi. Rất là đẹp. Bản này là bản hộp giấy nha anh em. Cái dòng Atelier này có bản hộp sơn mài nữa. Cái hộp của nó bằng sơn mài bự hơn. Còn con này thì bản hộp giấy. Cái dòng Atelier thì thường là nó không có đóng cái series đáy giống như những dòng khác mà nó chỉ đóng 4 số thôi. Giống như mỗi năm nó làm ra bao nhiêu con thì nó sẽ đóng số của thứ tự của từng con. Nhưng mà Atelier thì hầu như năm nào nó cũng có ra mẫu, cũng có sản xuất. Nó không phải là gì phiên bản giới hạn. 4 số, 0835. Còn những dòng thường thì nó đóng có số có chữ, còn cái dòng Atelier nó chỉ đóng 4 số thôi. Cái con này thì nó hai lửa nha. Hình ảnh chi tiết và giá bán mình để trong đường link ở phần mô tả nha anh em bấm vào đó xem giùm mình nha. Mình kết thúc video từ đây, chào tạm biệt anh em. Hộp của nó, hộp giấy của nó thì nó đóng các bạn ở ngoài đây. Rồi chào tạm biệt anh em, bye bye.